Huy Lợi xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì đội ngũ của Huy Lợi sẽ giới thiệu cho quý vị chiếc máy điện sinh học thế hệ mới. Đây là chiếc máy điện sinh học DDS3. Cái thân máy của nó đây, nó sẽ được gắn liền vào trong chiếc vali như thế này. Đấy, tôi sẽ quay một vòng để cho quý vị xem tổng quan về chiếc máy. Đấy, ở trước thì chúng ta có phần tay sách này, có hai phần khóa này ở hai bên như là đằng sau này. Đằng sau này thì chúng ta có cái công tắc nguồn, rồi phần ổ cắm nguồn này và tản nhiệt. Ở đây đằng sau này chúng ta có cái thông số của chiếc máy, đó là chiều dài là 42 cm này, cái chiều rộng của nó là 29 và cái độ dày của nó là 18 cm. Thế thì khi mà chúng ta đóng hộp lại, chiếc máy nó sẽ thành chiếc vali rất là gọn như thế này. Đấy, thì tôi cắm một dây nguồn vào luôn để sử dụng. Dây nguồn tôi đã cắm luôn vào ổ điện rồi, được bật công tắc lên và sử dụng thôi. Ở cái phần giao diện của máy thì nó đã được đơn giản hơn rất nhiều so với chiếc máy DDS2. Ở đây thì chúng ta vẫn còn các cái chức năng cũ đây, đó là về thời gian. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái thời gian qua nút cộng trừ này, tối đa là 99 phút này. Cái chế độ chúng ta vẫn có 10 chế độ tăng hoặc giảm, lựa chọn chế độ thông qua đây. Và đây là cái mức cường độ, cũng là từ 1 cho đến 99, và phần nút để bắt đầu cũng như là dừng. Ở phần dưới này thì chúng ta có các cái phần đầu cắm này, hai phần đầu dương, đầu âm, rồi cái phần chất áp thì nó đã được tích hợp luôn vào trong máy. So với trước đây đấy này thì nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta muốn tăng hoặc giảm cái mức cường độ dòng điện thì chúng ta chỉ cần vặn cái phần này thôi. Đấy, cái phần khác biệt của DDS3 nó là cái cụm này. Cái cụm này là cái phần cắm của giáp hơi. Đây, nó có thêm một cái phần giáp hơi nữa, đó là cắm ở đây, công tắc nguồn riêng của giáp hơi và cái mức độ hút của giáp hơi, cũng như là một cái phần đồng hồ để đo áp suất của cái giáp hơi này. Và thêm một cái khác là cái đầu dò sơn dạng phẳng để massage vùng mặt, chuyên cho vùng mặt này. Đấy, còn lại các cái phụ kiện của nó thì giống như DDS2 thôi. Đây, cũng cái đầu dò xương toàn thân này, rồi các cái miếng dán này, các cái miếng điện cực này, rồi dây, phần dây cắm này, rồi đến găng tay và găng tay cao su kết điện, cũng như là các cái phụ kiện. À, ở đây chúng ta còn có một cái phần này là để dẫn nước. Khi mà chúng ta rát hơi thì phần nước sẽ được hút vào qua phần ống này và xả qua đây. Đấy, thì chúng ta chỉ cần tháo ra để đổ đi thôi, cứ rút nó ra và đổ cái phần này đi thôi. Đấy, cắm vào thì chúng ta sẽ cắm cái đầu này xuống dưới này. Và ở bên trong của máy này chúng ta có một cái vùng cắm ở đây. Đấy, chúng ta cứ cắm vào thôi. Đấy, và ở góc này thì chúng ta có một cái khay nhỏ để đựng các phụ kiện, tất cả phụ kiện chúng ta cho vào đây và gói lại thì nó thành một chiếc vali rất là gọn, rất là đẹp. Và về sử dụng chiếc máy này thì tôi sẽ mời một bệnh nhân vào và sử dụng để xem các cái mức độ dòng điện rồi các cái chế độ nó khác gì so với chiếc DDS2. Và sau đây xin mời bác sĩ Lê Thùy Chi, chuyên về y học cổ truyền của Huy Lợi, vào để chúng ta cùng trải nghiệm chiếc máy này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cắm cái phần dây phần âm này này, đấy, và hai cái miếng này để phần xuống phần chân của người bạn. Và tôi sẽ sử dụng găng tay. Găng tay thì tôi sẽ đeo cái găng tay cách điện này. Và găng tay thì sẽ cắm vào phần dương. Phần dương, quý vị luôn nhớ là phần âm dành cho người bệnh, phần dương dành cho bác sĩ. Sau khi mà đeo găng xong thì chúng ta bắt đầu bật máy lên sử dụng thôi. Đây, lựa chọn thời gian này. Đấy, tôi sẽ để ở 40 phút. Cái chế độ là bắt đầu từ chế độ 1 này. Và cái cường độ tôi sẽ để ở đây là mức ban đầu là mức 10. Và đây là bác sĩ Lê Thủy Chi của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Thế Huy Lợi. Thì tôi sẽ bắt đầu tác động trên phần tay của bác sĩ Chi đây, ở mức 1. Và cái cường độ ban đầu chúng ta sẽ chỉnh xuống mức 5 này. Không thấy cảm giác gì đúng không? Đây là tăng lên cái mức là 10. Ở cái chế độ 1 này thì cảm giác bên ngoài giống như là khi mà đang ở chân kín. Ok.
chế độ 1 này cảm giác giống như là châm cứu, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ 2. Thì trong khi mà chúng ta bật máy, chúng ta vẫn có thể chuyển giữa các chế độ với nhau. Ở cái chế độ số 2 này thì cái cảm giác đem lại nó sẽ giống như là dùng máy điện trong nhưng mà bạn chỉnh vào cái chế độ sóng ngắt quãng điện trên trong máy. Và sóng ngắt quãng khi okay. Sử dụng máy điện trong. Ok. Đấy. Chúng ta chuyển sang chế độ 3 này. Nó sẽ tác động trên cùng một vị trí để chúng ta có cái đánh giá trực quan chính xác nhất. Chế độ số 3 này thì sẽ giống như chế độ số 2 nhưng mà tần số và cường độ nó sẽ cao hơn một chút. Tiếp theo là chế độ số 4 của chúng ta. Chế độ rất là hay, nó sẽ giống hệt như cái cảm giác vê kim bằng tay trên châm cứu bình thường. Vê kim bằng tay. Có thể nói chế độ số 4 là một chế độ nổi bật của máy này. Nhưng mà rõ ràng là khi mà tớ tác động cả một phần ngón tay vào như thế này thì cái điểm tác động của nó thì nó là toàn bộ cái phần ngón tay này hay là chỉ là một huyệt? Chính là xung quanh cái huyệt đấy thôi, cả xung quanh luôn đúng không? Ok. Tiếp theo là chế độ thứ 5 của chúng ta. Chế độ số 5 này thì nó cũng giống như trong kiều thôi nhưng mà cái cường độ nó sẽ tăng dần lên. Cường độ tăng dần lên liên tục. Ok. Và quý vị đây mới chỉ là mức cường độ 10 nhé, chúng ta có thể tăng lên đến mức 99 cơ. Đấy, tiếp theo là cái chế độ số 6. Ok, chế độ số 6 thì giống với chế độ số 5 nhưng mà cường độ và tần số cũng mạnh hơn. Giống cái 5 nhưng cường độ, tần số mạnh hơn. Ok. Tiếp theo là cái chế độ số 7. Cái số 7 này thì cường độ trong rất là mạnh và đặc biệt là tinh nhiệt. Cái chế độ số 7 là chế độ mình sẽ có phát sinh ra nhiệt. Nhiệt này sẽ có ở cả phần phần bác sĩ tác dụng và phần chân tiếp xúc của bệnh nhân đều cảm thấy nhiệt. Có nghĩa là cả bên phần tác dụng này, cả phần bàn chân hay là cái phần bất kỳ phần nào mà chúng đặt cái miếng này lên trên cơ thể là nó sẽ sinh ra nhiệt. Cái tiếp theo là chế độ số 8 của chúng ta. Xung đều đặn theo chu kỳ giống như đồ thị hình sin ấy. Giống hình sin nó sẽ lên xuống theo từng chu kỳ. Ok. Tiếp theo là cái chế độ số 9. Cái số 9 này giống như cái số 8 nhưng mà tần số và cường độ lại tăng lên một chút. Nghĩa là nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Ok. Nếu như mà tôi để hai ngón tay như thế này thì nó tác động nó khác so với việc chỉ để một ngón tay. Cái diện tác động nó sẽ rộng. Diện rộng. Ok. Và tiếp theo là chế độ cuối cùng, chế độ số 10. Cái số 10 này thì nó giống như là cái thao tác khi mà mình châm cứu, mình làm động tác mổ cò nhất kim nhất lên xuống thì cái chỗ này nó sẽ có cảm giác đắc khí rất là tức, nó sẽ giống rất giống cái này. Và rất cảm ơn bác sĩ Chi đã nói cho chúng ta biết về 10 chế độ của máy DDS3. Đấy thì còn phần đầu dò vùng mặt này, vùng lưng này, rồi đầu giác hơi chúng ta sẽ sử dụng trên một kỹ thuật viên nam. Xin chào quý vị và các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng giống như hai với hai cái đầu xương này này, chúng ta sẽ sử dụng hai miếng này để dành cho người bệnh nhấn vào phần chân hoặc bất kỳ phần tiếp xúc nào trên cơ thể. Còn phần găng tay cũng vậy, chúng ta sử dụng ra để tháo ra và lắp cái đầu này vào, thế là xong. Để chúng ta sẽ cắm vào cái phần của bác sĩ sử dụng này và bật máy lên.
Cái với cái đầu dò mặt to này này thì chúng ta nhớ là có một cái nút ấn ở đây thì chúng ta phải giữ thì nó mới chạy và thả tay ra và nó sẽ ngừng. Sau đó thì chúng ta cũng giống như bình thường thôi, chọn thời gian, chọn chế độ và chọn cường độ. Tôi sẽ để ở đây, mức bắt đầu là mức 10. Và ngoài ra thì chúng ta có thể điều chỉnh cái chết áp này này với cái mức dòng điện mà chúng ta muốn. Nó tăng dần. Ấn giữ này. Để khi mà sử dụng thì cái đầu này sẽ phát ra một cái tiếng kêu nhỏ nhỏ. Em cảm nhận được nó đang hơi ấm ấm thôi chứ nó chưa nóng. Nó sẽ điện nó sẽ giật, nó sẽ cao dần. Chắc là trên này nó nhiều nhiệt hơn ấy, thì trên này nó sẽ ít giật hơn, nhưng mà cứ di dần trên này nó sẽ nó giật cao hơn. Đó, bây giờ nóng rồi. Cái nhiệt độ của nó thì nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Chúng ta thử đổi sang một vị trí khác ở trên cơ thể đi. Liêu. Thử u máy xem nó biết bao nhiêu. Ôi đây này, u nó không mạnh lắm đâu. Kiểu nó tê 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 rồi đúng không? Nó tê. Tê ở bề mặt da, chứ không phải tê ở bên trong da. Không phải. Kéo dần xuống dưới là nó bị tê ở bên trong rồi. Điện nó đi sâu rồi. Đấy, cái phần này cơ nó dày hơn. Mà xuống cực, cái này mà ui, thích luôn. Thì ở phần lưng thì chúng ta vẫn để chế độ cũ, thì bệnh nhân sẽ không cảm nhận được cái luồng điện. Chúng ta sẽ tăng lên. Tăng điện thì chúng ta tăng qua hai cách. Một là cái chiết áp, và hai là cái cường độ ở đây này. Và tiếp theo là cái đầu giáp hơi của chúng ta đây. Thì giáp hơi nó là một cái phần riêng biệt của nó rồi. Thì chúng ta sẽ cắm vào đây, có một cái lỗ, cái chỗ cắm riêng này. Chúng ta xác định cái chân cắm của nó cứ vậy cắm vào thôi. Và bật lên sử dụng. Cái mức độ hút chúng ta sẽ điều chỉnh qua cái núm mặn này. Tăng giảm. Đấy. Và đây là cái lực hút này. Sẽ đo thông qua cái đồng hồ ở góc này. Và sẽ tăng ở cái mức tương đối là nhẹ trước. Đấy, cái mức nhẹ này thì nó vẫn chưa được hút nhiều, nhưng nó có thể là một cái vùng hơi đỏ ở trên lưng bệnh nhân. Đấy, quý vị có thể nhìn đấy, tăng cái mức lên thì nó hút mạnh hơn. Và càng để lâu thì nó hút càng mạnh. Tiếp tục tăng cái mức độ hút lên. Và tăng đến mức tối đa. Chúng ta tác động lên những cái vùng mà cái lớp cơ nó dày thì nó sẽ hút mạnh hơn nhiều so với những cái vùng lớp cơ mỏng. Vị nhìn này. Cái vùng đỏ nó đỏ hơn nhiều so với những vùng khác.
Đấy, thì ở cái mức chiết áp chúng ta vặn được không này, cái cường độ chúng ta để là 1, thì bệnh nhân cũng đã nhận được cái dòng điện rất là lớn rồi. Thế thì anh cảm thấy như thế nào? Thứ nhất là nóng nóng, nhưng mà nóng đây là nóng ấm, nhiệt độ nó sẽ khoảng 65-60 độ thì cho lên mặt chúng ta rất là thích, như kiểu là chúng ta đi massage. Còn về dòng điện thì ở cái khu vực mà gò má này thì chúng ta sẽ ít cảm nhận dòng điện. Đương nhiên là ở đây chúng ta đang để ở cái mức cường độ dòng điện nó rất là thấp. Nhưng mà càng về những cái vùng ở bên dưới ấy, hoặc là lên trên đến vùng trán này thì điện nó sẽ giật mạnh hơn, nó sẽ như kiểu là thương kính, hơi đau. Ok. Và vừa rồi là những cái trải nghiệm thực tế về chiếc máy điện sinh học TDS3. Thì tôi có một vài lưu ý. Đấy là đây, cái phần miếng dán này chúng ta, cái miếng dẫn điện này thì nó có hai dạng, một dạng trần và một dạng xốp thế này. Cái xốp này là để xốc nước và chúng ta dẫm lên. Đấy, nó giống như DDS1 đấy. Các bác sĩ dùng DDS1 thì rất thích cái miếng này. Đấy, cái miếng này chúng ta để trực tiếp trên người bệnh nhân thôi. Đấy, còn cái thứ hai là các cái phụ kiện, tất cả các phụ kiện của máy DDS đều có thể dùng trên chiếc máy DDS3 này. Đấy, và chúng tôi cũng có cung cấp các cái phụ kiện đấy. Thì chi tiết về các phụ kiện và chi tiết về giá thì quý vị có thể truy cập vào website, chúng tôi đã để rất là công khai, rõ ràng trên đấy rồi. Và để nhanh hơn thì có thể gọi điện số online để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị. Và thiết bị Đài Nguyên Lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.